Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi ARK. Yes, vừa vào thì hơi lag một chút. Thì như các bạn có thể thấy đây. Đấy, thì trong thời gian vừa qua mình đã cày được khá những cái dụng cụ mới bằng cách xem free gift thôi. Đấy. Đây là hai cái cuốc. Một cái Asadan. Cái này ngon vãi cả trường luôn. Đây, một khẩu súng Mastercraft này, 87 đam, 1500 độ bền. Khẩu shotgun, đây là một cái dìu Mastercraft, khá là ngon. Đây là cái cuốc cùi hơn. Đấy, giờ thì mình đã cấp 38 rồi. Vậy mình sẽ chế hai cái yên Sabertooth luôn đi. Đấy. Ok, cuối cùng cũng chúng ta cũng đã cưỡi được Sabertooth rồi. Thì ok. Hôm nay mình sẽ đi bắt vật te để lấy cái bay lượn cái đã. Đấy, mình cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ở đây rồi. Đồ rồi, hai con hổ của mình đâu? Đây. Ok, cuối cùng cũng đã cưỡi được Sabertooth rồi. Thật là tuyệt. Đấy. Rồi thì hôm nay mình sẽ chỉ cưỡi một con đi thôi. Mình sẽ cưỡi con xịn hơn nhé. Đấy. Chuẩn bị đồ đạc để đi tem Pte. Thì mình đã đặt sẵn mấy cái móng nhà ở đây rồi. Mình sẽ xây cái nhà luôn đi. Đấy. Mình đã chuẩn bị ở đây nguyên liệu đủ để xây hẳn thành một căn nhà rồi. Còn nếu thiếu thì mình sẽ chế tạo thêm, không vấn đề gì cả. Đấy, mình đã định hình sẵn ngôi nhà như nào rồi, cho nên là mình chỉ việc đặt nó thôi, nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Đấy. Nhà thì mình xây đơn giản thôi, không cần phải quá cầu kỳ phức tạp làm cái gì cả. Vì tài nguyên mình không phải là quá nhiều. Mình vốn định để đi tem con đập đá với lại con voi về, nhưng mà thế thì lâu lắm, chúng ta sẽ phải chia ra làm hai tập, cho nên là mình đã farm tay toàn bộ khá là lâu. Lấy mấy mảnh này ra đi. Nó quá rồi, chia một nửa ra. Rồi, tuyệt vời. Thì cánh cổng, cửa của ngôi nhà thì sẽ ở đây. Đấy. Sẽ đặt cái cửa vào. Ok, đặt tấm tường ở các góc này. Thì mình đã vứt con gà vào trong ngoài rồi, để cho nó khỏi chạy ra ngoài, cho đỡ bị chết. Mặc dù mình đã đặt Patsy rồi, nhưng mà nhỡ có con gì khủng khiếp quá thì nó đến tấn công thì con này ở trong nhà chắc nó không chết được đâu. Ok. Ở giữa thì mình xây mấy tấm lỗ lỗ như này để có gì ở bên ngoài mình mở dương cho tiện. Mình sẽ xếp đầy dương vào hẳn một cái mảng tường bên này. Ok, giờ thì trồng tầng 2 lên thôi. Đấy. À quên, đáng nghĩa mình phải để chỗ trống ở tường bên này ra chứ. Ok. Nặng thế nhỉ? Không di chuyển được rồi. Sẽ drop tạm cái này ra, không mất được đâu. Hay là thôi nhỉ. Thôi xong rồi, không vứt được vào rồi. Ok, bác nó vào nhà xây luôn vậy. Mở cửa ra nào. Đấy.
đi hẳn vào trong nhà, sau đấy là nhặt nó lên là xong. Giờ thì chỉ việc đặt nó ra là nó cũng bớt nặng đi. Ơi đặt nhầm rồi. Ok. Rồi, mình đã di chuyển rồi. À, sẽ đặt tiếp miếng tường đi. À, có vẻ như mình đặt fail rồi đúng không ạ? Đấy, mình sẽ làm nhà nó cao cao một tí thì mới đặt được mấy cái tủ. Ok game. Mình không biết là việc xây nhà này nó có tốn nhiều thời gian quá không nữa. Nếu không thì không kịp đi bắt pte đâu. Rồi, giờ chúng ta chỉ việc đắp nốt cái trần này vào nữa là xong. Xong một góc này. Ok. Miếng cuối. Rồi, mình căn khá là chuẩn. Ok, giờ chúng ta có một căn nhà hoàn thiện rồi. Mình sẽ ấn nhận nhiệm vụ. Và sau đó chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này luôn. Wow. Thêm một. À đây, lên cấp rồi. Lên được cấp 39. 39 thì chúng ta mở được cái gì không nhỉ? 39. Cá sống nhảy. Không không hợp lý cho lắm. Mình cũng không cần. Ok. Giờ thì vứt đống thịt này vào đây đi, mình sẽ đi bắt pate thôi. Wow, cuối cùng cũng được cưỡi Sabertooth rồi. Đi. Ủa, chạy nhanh vậy. Nhờ mày nhờ. Chết ngay. Ok, mình sẽ đi loanh quanh đây. Ok, đang đi tìm pte thì mình lại gặp một con T-Rex ở đây, nghĩa là mình dã nó luôn đi. T-Rex level 5. Thôi. Level 5 thì mình không xoắn, với lại cũng chả còn một tem nó về được gì cả. Ủa, có vẻ hơi lạ, anh em thông cảm. Ok. Chết nhanh ấy nhỉ? Level 5 mà máu không được cộng thì nó cũng khá là yếu. Nãy giờ vẫn chưa thấy con pte nào ưng ý cả. Mình chỉ gặp mấy con phèn phèn vớ vẩn thôi. Mình muốn một con gì đấy nó phải ngon lành hẳn cơ. À, có vẻ hơi mất thời gian một tí. Mình đã quay trở lại rồi đây. Tuy nhiên thì mình đã bắt được một con pte để đi tìm con pte xịn hơn. Và mình đã tìm được rồi. Đây con này đem vào 125 lận. Đấy, cực kỳ ngon. Và thì tìm nó thôi. Đấy. Để chúng ta sẽ bắt được một con pte cực kỳ xịn. Rồi, nó ngất rồi. Đấy. Giống pte này thì bắn vào mồm nó thì nó ngất khá nhanh. Ở đây thì mình đã chuẩn bị đầy đủ sẵn mọi thứ, kíp bồ, kíp bụng các kiểu, nhưng mà chỉ sợ là đang tê mà có con gì lao vào nó cắn chết thôi. Ok, khá lâu. Không biết là mình có nên xây một cái gì đấy để đỡ ở đây không. Có vẻ như là bọn pte đang bị thứ gì đấy tấn công rồi. Lùa con cano ra chỗ khác. Không thì con pte kia của mình đã chết mất.
mày nhờn, mày mày nhờn nhờn. Đâu rồi? Mình nghĩ tốt nhất là nên xây một cái gì đấy để bọc con này lại, không thì căng đấy. Mình thử xem. Ok, hiện tại thì chỉ chắc là chỉ có thể làm được đồ gỗ thôi, đồ đá thì không thể rồi. Tại mình đang ở rừng đỏ cho nên là nó khá là lag ấy. Này, cái giọng của mình nó đang có vấn đề một tí. Không, cái gốc cây này không khai thác được. Khá là cay. Đây, mình sẽ gõ tháp cái gỗ ở đây đi. Gãy mở cây rồi. Đấy, mình đang ho sấp mặt anh ạ. À, chắc chắn là không phải Covid nha. Ok. Rồi thì có lẽ là mình sẽ phải cắt qua cái đoạn này đi. Chưa để đợi bọn này tỉnh dậy với lại ăn uống nữa thì lâu lắm. Ok, hẹn gặp lại anh em vào lúc mình đã tên được nó rồi. Ok, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Mình đã trang hoàng lại nhà cửa các kiểu rồi. Đấy, như các bạn có thể thấy ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khoảng mười mấy cái dương. Gần 20 cái. Thì mình không biết là mình có đựng hết được cái chỗ này nữa không, nhưng mà thôi cứ xây rồi thì cứ bày ra đây thôi. À đây, pate 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 đây, con pate xịn đây, còn con pate yếu hơn thì mình kill nó rồi. Rồi ok, thì có lẽ video này sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu như là các bạn thấy video này hay thì có thể để lại cho mình một like và một đăng ký. Thì ở trong những tập tiếp theo mình sẽ cố gắng làm một cái gì đấy thật là hay ho. Hiện tại thì mình đã level 42 rồi, nếu như là đủ thì mình có thể bắt được con gấu vào tập sau. Bắt được con gấu thì mình sẽ có thể cưỡi được nó luôn. Đấy, mình sẽ cố cày lên 45. Tuy nhiên thì mình lại chưa có kíp bồ trứng cano, mình được có mỗi cái. Mà tên con gấu ở rừng đỏ thì nó khá là nguy hiểm. Mình sẽ phải đặt bẫy nọ bẫy kia. À, lúc mình bay đi tìm pate thì không có một con nào, giờ nó lại đậu sát cạnh nhà mình, kiểu trêu ngươi mình vậy. Đã thế mình phải giết nó cho bằng được. Không, chấp nhận. Chết đi. Chết đi. Một mồm. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.